Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, giọt sâu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cố hé run run môi cười, lúc chia tay bên trời tiếc thương. Em ơi, đêm cuối cùng gần nhau, hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu. Ôi, báo chí gì viết rồi coi không nổi nữa, thiệt bực mình. Căn nhắn gì vậy mình? Mình coi đó, người ta đã chết từ lâu rồi mà cứ đem người ta ra để mà chế giễu hoài à, không biết tủi nhục cho người xấu số gì hết. Lại cái vụ con Minh Nguyệt tự tử nữa chứ gì? Mình nghĩ coi, đây nè, người ta cái vụ nhân cái vụ tự tử này nè, mấy cái ông nội nhà báo có đem ra nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, rồi ăn nói viết bài vô duyên, thì không có chút lòng nhân đạo, không có chút xót thương cho người xấu số gì hết. Mình dễ thương quá à. Mắc cười ghê ha. Tự nhiên coi báo chí cái rồi cằn nhằn cử nhử trong nhà, có ai nghe đâu, có mình em nghe à. Cô uống cà phê em pha cho. À, cà phê? Ừ. Quang hô bà xã. Được. Ý. Hả? Nhưng mà không được mình ơi. Ủa sao không được? Mình uống cà phê rồi sao sáng mình dậy sớm được. Ơi, uống uống ngủ ngủ đâu có gì đâu. Hồi nãy mới rủ người ta uống thì bảo người ta ngưng lại là làm sao? Thì đúng rồi, nhưng mà mình quên là sáng mai mình phải dậy sớm đưa chị Loan về nhà chồng hay sao? Nữa, lại cái vụ cô Loan về nhà chồng. Anh nói cho mình nghe nghe. Cái này á, ném về gọi là xỏ mũi người ta về nhà chồng, chứ đừng có nói là đưa đón chi nó cho mắc cỡ. Ủa? Nói vậy chứ hồi đó là mình cũng xỏ mũi tôi về hay sao vậy mình? Nè mình à, hồi đó đó, nếu như anh không có xỏ mũi mình về nhà này đó, không ai thèm xỏ mũi mình đâu. Mình nói lộn hả mình? Sao lộn? Không biết hồi đó ai đem xe hơi qua nhà ha, rước tôi ha, đưa tôi ha, năn nỉ tôi ha, tôi mới chịu đeo lên. Ở đó mà xỏ mũi tôi ha. Hồi đó ha, chưa được tôi hả, rối ra rối đít, tối nằm ngủ khóc thút tha thút thít như con nít. Bây giờ được vợ rồi cái lên mặt làm tàn à. Làm gì vậy, làm gì vậy? Giận. Giận hả? Trời ơi, nói chơi chút xíu mà làm gì giận. Kìa bà xã, thôi đừng có giận anh mà bà. Tại xã, sao? Tại sao không giận? Nè, anh nói cho con nghe nghe, cái vụ mà muốn vợ không được rồi khóc thút tha thút thít chứ phải không? Thì cái vụ đó cũng không hay gì cho lắm, đừng có nên la lớn người ta nghe, anh mắc cỡ mà. Vậy mình năn nỉ tôi đi. Vậy thì anh năn nỉ bằng cú hôn tình ái được không? Ơ dạ, cha, con người tới, ra mở cửa đi em. Thôi mình ơi, ở ngoài trời lạnh thấy mồ mình, ra mình mở đi. Nè, từ sáng giờ chưa có ly cà phê nào nghe. Tôi cũng bị lạnh đó. Bây giờ con ngon ra ngoài mở cửa đi. Tôi chưa thấy người chồng nào mà làm biếng như mình hết trơn á. Bây giờ không mở phải không? Không. Khỏi uống cà phê luôn. Ơi khoan, trời ơi, từ từ đi anh, ra anh mở. Làm dữ gì trời ơi. Được rồi. Chào chị Thắm. Mình ơi, có chị Thắm tới chơi nè. Ủa chị Thắm? Đi đâu giờ này vậy chị Thắm?
Hả? Đi đâu giờ này vậy? Trời ơi, ông xã đi xa về. Có hộp cà phê ngon đem biếu. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh rồi. Vậy là có cà phê uống. À, vậy cảm ơn chị. Chị đã chuẩn bị cho đám cưới chị Loan ngày mai chưa vậy? Vì chuyện đó mới qua đây đó. Giờ này, nhưng mà ông già dưới quê bị bệnh. Ủa, bác trai bệnh gì chị? Thì bệnh già đó mà. À, Thảo nè, cho mình gửi quà cưới. Thảo gửi qua cho Loan giùm mình nha. Trưa nay mình ghé nhà Loan mà không có ai ở nhà hết. Sẵn có cà phê ngon đó. Mình chị Thắm à, chị uống cà phê hay là uống trà? Trời lạnh, một tách trà nóng là được rồi. Trà nóng. Trời, kỳ vậy trời. Em đi rót trà. Ừ, rót đi. Chị Thắm. Sao? Chuyện gì? Nè, mới hỗn trài đó. Chị ưa đọc báo phải không? Chị biết cái vụ mà cô Minh Nguyệt không gì thôi chị? Trời, Minh Nguyệt ngày nào tôi lại không đọc báo mà không biết. Ồ, vậy chị nhận xét gì cái vụ cô Minh Nguyệt như thế nào, chị có thể cho em biết được không? Trời ơi, anh Lâm ơi, nói tới cô Minh Nguyệt á, mình phải ngồi với nhau cả buổi mới bàn hết được. Tôi nghĩ không phải cả buổi đâu chị, nhiều khi bàn cả tuần, cả tháng mời luôn đó. Cảm ơn. Bây giờ đó, chị cho nhận xét đi về cái vụ cô Minh Nguyệt như thế nào. Chị nói giùm cho em tiếng đi chứ chị. Không sao, không sao. Không sao, chị nói không sao kìa. Mai mốt mình về rồi bàn tiếp. Dạ. Ủa, mới đây ngồi chưa uống chưa xong rồi chưa về. Khoan, cho em hỏi thêm một câu chút xíu được không chị? Mình nhiều chuyện quá. Chị Thấm chị công chuyện, chị đăng đê đê, chị gấp gáp vậy mà mình nói chuyện báo chí nhảm nhí làm chi, không biết nữa. Trời ơi. Không sao, không sao. Đó, chị nói không sao kìa chị. Mai mốt chị về rồi tụi mình bàn tiếp. Dạ, trời ơi, nhưng mà ấm nóng lắm chị ơi. Nè, chị nhận xét sao, tại sao mấy anh trai nhà báo mà cứ viết dài hoài vậy? Trời ơi, thì nói nhiều để đăng báo đó mà. Nhưng mà nói nhiều cũng phải. Hả? Sao vậy? Nó nói nhiều cũng phải. Hai người này ăn ý quá. Thật ra đó, chị nói cho Thảo nghe, chị em phụ nữ chúng mình cũng đừng để chuyện đó nó xảy ra. Vậy hả? Em thôi, coi mấy đó chị về ạ. Dạ, chào Thảo, chị. Thảo, cho chị gửi lời thăm chúc Loan trăm năm hạnh phúc nha. Rồi, em cũng gửi lời thăm bác trai, chúc bác trai mau lành bệnh. Cảm chị ơn nào Thảo. Về, Thắm nhớ ghé em nha. Nhất định vậy đi. Dạ. Okay, thôi về nha. Dạ, chào chị Thắm. Bữa nào nấu lẩu mắm ăn nha chị. Dạ. Ở ngoài mưa to dữ vậy em? To lắm luôn. Mình hay quá ha. Mình bộ bị cô Minh Nguyệt ám ảnh rồi sao vậy? Tối ngày cứ Minh Nguyệt hoài. Trời mệt ơi mà. Thì em cũng thấy rồi đó. Em mệt, không muốn nói nữa. Mệt quá. Tối ngày nữa rồi giận nữa rồi trời. Giận nữa. Thôi mà, làm ơn làm phước đi. Nếu mà còn giận nữa là hung nữa đó nghe không? Chịu không? Chịu không? Anh Lâm ơi sao kỳ vậy? Cho mỗi lần muốn động thủ là kỳ cũng vậy. Hoàng như có ai kìa, đi ra mở cửa đi. Chắc chị Thắm chị muốn dặn cái gì nữa chứ gì. Trời ơi. Ê, trời, anh Vũ. Chị Mình ơi Mình. Anh Vũ. Anh Vũ. Anh Vũ. Trời ơi. Anh chị khỏe. Lâu quá không gặp, anh khỏe không? Dạ khỏe, dạ khỏe. Trời đất ơi, tự nhiên xuất hiện giống như ma làm hết hồn mà. Gặp anh vợ chồng tôi mừng quá chừng luôn. Anh Dũng, mời anh Dũng ngồi. Cảm ơn chị. Mời ngồi anh. Anh Dũng à, anh về đây hồi nào vậy? Wow. Tôi cũng mới vừa về. Nhưng mà cũng muốn tránh tất cả mọi người. Dạ. Về thăm anh chị chút xíu rồi, phải đi ngay. Nay mai không chừng. Anh Dũng mà, anh đi hay anh về, anh ở hay là anh không có ở đây á, chứ có trời mà cản được anh. Miễn sao lâu lâu á anh nhớ tới vợ chồng tôi, anh về anh thăm vợ chồng tôi là tôi mừng lắm rồi, thấy không? Đó, quần áo ướt hết trơn rồi. Thôi, cởi ra đi. Không có sao đâu mà. Không có thôi, sao. Không có sao cái gì, để lâu rồi á cảm mà lạnh hết trơn á anh. Cởi ra đi. Để cho ba hông cho nó khô. Cảm ơn anh chị. Cởi ra đi. Ở ngoài lạnh lắm hả anh Dũng? Chẳng những trời nó lạnh mà ở ngoài trời mưa nhiều lắm á chị à. Đường đất xin bùn trơn trợt không à. Vậy đó hả? Dạ. Anh Dũng. Dạ. Anh uống cà phê không tôi pha cho. Cà phê của chị pha phải không? Dạ.
À, dĩ nhiên là phải uống chứ, nhưng mà nhớ đậm đậm nha. Biết rồi, hiểu ý anh mà. Không đường. Tôi ngược lại anh. Dạ. Đường nhiều, cà phê ít. Ủa, ai hỏi mình vậy mình? Uống ké. Mình hả? À. Mình nhịn. Trời ơi. Cái tội làm biến hồi nãy. Gì kỳ gì trời. Bà hát bà dễ thương lắm á. Chiều tôi lắm á, cho tôi nhịn hoài. anh biết không? Tôi coi nhà của anh á, thì cũng như nhà của tôi vậy. Dạ. Yeah. Tôi thì anh cũng biết đó. Như là cánh chim bạc gió. Mà bay đi riết rồi thì cũng phải mỏi. Yeah. Mà mỗi khi mà mỗi cánh tàn hơi thì lại về đây nương náu với anh chị. Đúng rồi đó anh. Tại vì hồi nào giờ anh em mình như là anh em, phải không? Mệt mỏi, không có chỗ ở, về đây ở với tụi tôi. Nên bây giờ nói nha, bây giờ đó, hiện bây giờ anh đang ở đâu? Nói cho tôi mừng coi. Tôi à, tôi thì ở tứ xứ anh à, bốn dạ. phương trời. Nhưng mà nói thiệt với anh nha, sẵn nói chuyện với chị luôn. Tôi nói thiệt là nhiều khi đó thì rất là muốn viết thơ về cho anh chị, nhưng mà tại vì không có chỗ nhất định, thành thử không thể nào mà viết thơ được. Ừ. Thôi uống cà anh phê. Anh uống cà phê đi anh. Dạ, cảm ơn chị. Cái đó không có đường của anh đó. Ly nhiều đường. Trời ơi, con cái ly cà phê mà trời. Thơm ghê vậy đó không? Dạ, đó, bà xã của tôi mà pha cà phê là trời số 1. Trên đời này không có ai bằng hết trơn á. Thôi mình đây mình định vừa vừa thôi, anh Dũng người nhà không có ai đâu mà cách sáo bên nữa. Anh mày chị anh... biết không? À, anh chị lúc nào cũng chu đáo quá cho tôi. Thành thử nhiều khi tôi thấy cũng ngại. Đâu có gì đâu ngại. Anh, dạ. Anh Dũng về đây bằng cách nào vậy? Anh chị thì muốn biết không? Muốn. Tôi thì về đây bằng ghe. Bằng ghe của một người bạn. Bằng ghe. Dạ, đi thì cũng phải 30-40 cây số. Cũng phải là băng rừng rồi lội suối rồi đi 2-3 ngày mới tới được bến đò. Rồi đợi cho tới khuya thì mới lén về đây thăm để anh chị được đó. Chà, thật là nguy hiểm quá. Thì có nhiều khi tôi ngại cho anh lắm đó anh Dũng. Anh, đâu có gì nguy hiểm đâu. Mà thiệt ra mà nói thì nếu có nguy hiểm thì cũng đâu có gì. Dạ. Yeah. Ở đời này anh chị có đồng ý với tôi không nè? Là miễn sao mình thỏa chí của mình là được rồi. Đúng rồi. Thôi nè mà, anh chị biết không, mỗi khi mà tôi ở xa đó, đêm xuống sương xa lạnh lẽo, thèm được một ly cà phê này của chị pha mà không thể nào tìm được. Anh chị cũng biết là nhiều khi đó nha, tôi thì đi cũng rất là nhiều nơi, nhưng mà không có chỗ nào mà cái ly cà phê nó thơm, nó thơm đến độ lạ lùng như vậy. Thành thử tôi không thể nào mà quên được. Anh nói chị cho xa xôi, nhiều khi ở gần đây nè, đâu có cho uống đâu. Mà nhiều khi cũng vì ly cà phê này nè, xài xế hoài luôn, cũng phải nhịn thôi. Mình nói vậy chứ ai dám xài xế mình đâu. Không xài xế nhưng mà nghiến răng. Mình thấy không, anh Dũng là người giang hồ vậy đó. Mà anh chung tình đáo để chưa. Lúc nào em cũng thấy anh đem theo cái hộp thuốc bạc màu này với cái nón nỉ cũ kỹ này hết trơn á. Giật khinh mà tình trọng đó anh chị à. Dạ. Cái nón nỉ đó thì cũng của một người bạn cho tôi. Còn cái hộp thuốc này thì cũng của một người bạn cùng chung chí hướng, đã chết rồi, trao lại. Tôi thì anh chị cũng biết, đi đâu cũng đem cái nón nỉ đó theo, nó cũng nhuộm nhiều sương gió. Còn cái hộp thuốc này thì cũng đã hơn một lần giấy máu của thằng bạn trước khi nó cầm trao tận tay tôi. Đây là hai kỷ niệm thân yêu nhất của đời tôi. Mà đã là kỷ niệm rồi thì nó cũng làm cho mình đau xót lắm chứ. Anh Dũng, anh Dũng nhớ kỹ lại đi anh Dũng. Không lẽ, không lẽ trong một cuộc đời của anh chỉ có hai cái kỷ niệm đó thôi hả anh Dũng? Chứ còn cái kỷ niệm với cô. Ý chị nói Loan, Loan thế nào rồi? Cô vẫn bình thường chứ? Cái gì? Gì? Bình thường sao được bình thường? Anh nói gì? Ủa anh không biết gì hết trơn hả?
Trần ngày mai này á, cổ... Ngày mai làm sao chị? Không có sực sạc gì hết trơn á. Ê, biểu bà lẻo mép. Bà lẻo mép là tôi chơi luôn. Hiểu không? Anh Dũng, tôi nói thiệt cho anh biết nha. Ngày mai, cô Loan, cô lên xe qua về nhà chồng đó. Loan về nhà chồng. Ngày mai. Vậy cũng hay. Cái gì? Hay hả? Hay là hay sao anh Dũng? Hay là hay như thế nào chứ anh Dũng? Trời ơi, thôi, người yêu ngày mai đi lấy chồng. Trời ơi, không buồn thì thôi, còn nói hay là sao? Anh chị cũng hiểu dùm hoàn cảnh của tôi. Ý tôi nói hay ở đây là anh chị cũng biết cuộc sống trôi nổi của tôi, nay đây mai đó, không nhà không cửa. Nếu có muốn gì đi chăng nữa thì cũng làm khổ cho người ta mà thôi. Thấy hoàn cảnh của anh với chị Loan hả, hai vợ chồng tôi rất là đau buồn. Anh thì tối ngày đeo đuổi theo cái chí hướng của anh, còn chị Loan, chị Loan rất là tội nghiệp, chỉ vì chữ hiếu nên phải dâng lời. Thiệt là trái ngang à. Chị giáo ơi, chị giáo. Chết rồi. Chị giáo ơi. Tiếng ai như tiếng của cô. Chị giáo. Tiếng của Loan. Dạ. Trời ơi. Anh chị phải cho tôi đi ngay. Không được. Anh ra ngoài đó sẽ gặp Loan ngay, không có được. Nhà anh chị có cửa sau không? Không, không có cửa sau. Anh Dũng, vậy nè, bây giờ anh tạm lánh mặt vô phòng của hai vợ chồng tôi đi. Mình lo cho anh Dũng đi. Được rồi. Chị giáo ơi. Anh chị nhớ giữ kín giùm tôi. Đừng có lo, tôi không có lẻ mép đâu, chứ sợ bà này thôi à. Nữa em lẻ mép không biết nữa. Đi. Chị. Trời ơi Loan. Chị. Trời sao đi tới đây giờ này vậy? Dạ, tại vì em lo quá. Em vừa tới cửa cứ tưởng là anh chị không có nhà không à. Ngồi chào anh đây. Loan dạ. Tới kìa anh rẻ không? Dạ, chào cô Loan. Dạ. Lâu quá mới tới chơi. Dạ. Anh chị khỏe hả? Dạ. Vẫn khỏe cô. Dạ. Ở ngoài mưa lạnh lắm hả Loan? Dạ lạnh lắm chị à. Gió rét cắt da cắt thịt. Ngày mai đám cưới rồi mà giờ này Loan còn tới thăm hai vợ chồng của Thảo. Bất ngờ quá ha mình. Bất ngờ lắm. Bất ngờ quá. Dạ. Chị à, ngày mai em về nhà chồng hay về nhà tù cũng đâu có khác gì nhau đâu chị. Cho nên em cố gắng đến thăm anh chị, để rồi mai mốt bị giam hãm cuộc đời rồi đâu phải muốn đi là được nữa đâu. Loan uống gì không? Dạ không. Chị, ngày mai đám cưới của em nhất định là anh chị phải tới, phải tiễn đưa em lần cuối. Phải tới cho hả mình? Đúng tới rồi, cho phải ha. Tới. Tới mà. Không cần quà cáp gì hết. Quên nữa, mà. Nói tới quà mới nhớ. Chị Thắm có gửi quà tặng cho Loan đây nè. Chị mới tới hồi nãy đi. Thiệt tình á, chị Thắm này bài vẽ quá à. Chị cũng vậy nữa. Em chỉ cần anh chị có mặt là vui rồi. Với lại... thuốc này có phải của anh Dũng không chị? Chứ của ai nè? Hả? Trời ơi, đi đâu là quên tới đó rồi. Anh nói gì vậy? Không, tôi nói là vợ của tôi á. Trời ơi, đi đến đâu là quên tới đó, bực mình ghê vậy. Em quên gì mình? Trời ơi, em đi là có cãi. Anh chị, cho em xin hộp thuốc này được không? Mà xin chi vậy? Em cũng không biết nữa. Thấy nó ngộ ngộ thì xin vậy thôi. Biết đâu sau này những lúc buồn em đem ra mời chồng em một điếu. Chị à, trời sắp sang đông rồi. Lạnh ơi
lạnh lắm. Lúc sắp sửa qua nhà chị, gió rất từng cơn, em nghe lạnh toát cả thân em chị ạ. Mình à, cô Loan có bị lạnh kìa. Em đưa cô Loan tới gầm lò sửa cho cô sửa cho ấm đi. Ờ, được rồi, đúng rồi. Loan, đi lại đây, lại đây. Lại đi sửa cho ấm nè. Dạ thôi qua đây chị lò sửa nè Loan. Suốt cả ngày ở nhà em cũng ở bên lò sưởi thôi. Qua đây. Tại vì một mình em... Chị ơi, cái nón này có phải của anh Dũng nữa không chị? Chứ có ai nữa. Trời ơi, sao lại ấm em vậy trời? Đúng rồi, cái nón còn ướt sũng nước mưa. Có nghĩa là anh Dũng vừa trở về đây. Nhưng tại sao anh chị lại giấu em? Tại sao anh Dũng lại cố tình tránh mặt em? Anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng. Tôi đây. Loan mới tới chơi hả? Anh về đây bao giờ? Anh... Tôi mới vừa về. Thì mới được nghe tin chị giáo cho biết là ngày mai này... Ngày mai này đám cưới của em. Anh về là để... Để mừng em lấy chồng chứ gì? Không, tôi vô tình quá, không hay biết gì hết. Về tới đây thì mới nghe được chị giáo cho biết tin này. Anh Dũng thì đi biệt tâm biệt tích mấy năm trời không có về. Còn cô Loan đây thì ngày mai lên xe qua về nhà chồng rồi. Tự nhiên đụng mặt nhau trong cái nhà này của tụi tôi. Đây quả là... Để rồi xa nhau mãi mãi. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng mình gặp mặt nhau. Anh Lâm, chị Thảo. Dạ. Mình nên buồn hay nên vui? Vui chứ. Vui. Mình phải vui chứ. Vui. Vui lắm đó. Vui. Mà vui là sao? Vui phải có rượu phải không mình? Đúng rồi, quan hô. Phải có rượu uống mới được. Đúng rồi. Nói tới rượu quan hô trước hơn ai. Đi. Rồi hai vợ chồng mình đi vô lấy rượu mời. Bữa nay vui, phải uống rượu. Ly thứ nhất này á, em mời chồng anh Dũng. Còn ly thứ hai này á, em mời anh Loan. Loan, cảm ơn chị. Còn ly thứ ba này á, em mời ông xã. Em mời em. Còn anh sao em? Tự rót. Trời ơi, cũng được, có còn hơn không. Bữa nay họp mặt đông đủ vậy thì chúng ta phải quan hô đi để cho nó vui phải không? Quan hô. Quan hô đi, trời ơi, không có quan hô gì xìu quá vậy. Quan hô. Sao tự nhiên vô duyên vậy? Quan hô. Rồi, thôi mình uống nha, cạn ly nha.
Ủa tôi nhớ anh như anh Dũng anh ghét rượu lắm mà. Hồi nào tới bây giờ tôi có thấy anh uống rượu đâu. Không. Nhưng mà đêm nay tôi sẽ uống. Tôi không ghét rượu đâu. Cố nhiên. Ý anh nói cố nhiên là sao? Cố nhiên. Loan. Loan. Sao đứng ngơ ngẩn vậy? Loan uống hả? Dạ không. Uống đi chứ. Dạ uống chứ. Uống chứ. Đêm nay em phải uống. Dạ em phải uống cho thật say. Em mời. Dạ mời. Em sẽ uống cạn ly này. Mời mời. Được. Vậy thì tôi xin rót đầy ly cạn. Em phải uống để rượu không bao giờ đầy, không bao giờ cạn. Em phải say để rồi không bao giờ em say được nữa. Loan, đừng uống nữa mà. Cho tôi xin. Loan, sao Loan buồn quá vậy? Anh hỏi ngớ ngẩn quá. Là tại vì tôi buồn. Có sao đâu. Anh Dũng à, anh về lần này rồi bao giờ anh lại đi nữa? Tôi cũng không biết nữa. Nay mai không chừng. Nếu cần thì nổi trong đêm nay. Cần là sao? Nếu cần thì ý tôi nói ở đây là nếu vui tôi lại chơi vài ba bữa, còn nếu buồn thì anh sẽ đi để trốn tránh nỗi buồn. Anh thì may mắn quá, buồn thì còn có cái đi để lặng tránh, còn tôi thì Loan. Tại sao Loan chán đời quá vậy? Tôi chán đời là tại vì đời đáng chán quá anh. Anh Dũng, cách đây 3 tháng anh có nhận được thư của tôi gửi cho anh không? Loan nói cái gì? Thơ gì? Tôi có nhận được gì đâu. Phải. Có lẽ là anh không nhận được. Bởi vì sau khi tôi gửi thư cho anh, tôi chờ hoài tôi không thấy anh hồi âm. Tôi mới chạy đến chỗ anh ở để tôi tìm anh. Thì đến đó thì tôi mới biết rằng anh đã dọn đi nơi khác. Dũng, nợ nần của ai anh cũng trang trải hết. Sao nợ của em anh không trả cho em? Cho nên một lòng em phải xiết cái gương còn sót lại trong nhà anh để trừ bớt nợ. Loan à, nợ tiền bạc thì tôi có thể trả được, còn nợ của Loan thì tôi không thể nào trả nổi. Thôi thì thà cứ để vậy còn hơn là trả cho nhau. Cảnh ngộ người đời thường trái ngang như vậy mà.
ngày mai Loan về nhà chồng. Tôi chúc Loan được yên vui với gia đình mới. Còn tôi ở xa, thỉnh thoảng nghe được tin Loan yên ấm là tôi cũng vui lắm rồi. Dũng, anh đi lần này rồi bao giờ anh mới về nữa? Chắc là lâu lắm, 2-3 năm không chừng. Khi tôi về chắc có lẽ là Loan cũng tay bồng tay bế rồi. Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm sao bây giờ đây? Loan, đừng khóc nữa mà. Định mệnh đã ăn bài như vậy rồi. Thôi, mình gặp nhau cũng quá lâu rồi, tôi phải đi đây. Nhờ Loan nói lại với anh chị giáo là tôi có chuyện phải đi gấp. Cũ. Còn nếu nó ngang tàn bướng bỉnh á thì đâu cũng quần đó, có gì đâu mày cằn nhằn tao. Bực bội. Trời ơi, má 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 má. Dạ thưa má, con mới về. Thân. Dạ. Mày đi đâu về?
Dạ thưa má, con ra đầu làng coi bầu xã trưởng á, vui quá trời luôn. Rốt cuộc cái ông tám nghèo ông đậu xã trưởng. Bết bết bết, mày thấy chị hai mày về chưa? Trời ơi, vợ anh Mạnh hỏi tôi đâu biết đâu, tôi giấu túi tôi nè. Trời ơi, tao hỏi mày có chút xíu mà mày ôm sòm quá Bích. Thần. Dạ. Tao coi bộ lúc này con vợ mày nó lộng hành dữ rồi nghe. Mày liệu dạy sao đó mày dạy. Chứ mày không nghe người ta thường nói ha. Dạy con á, dạy thở còn thơ. Dạy vợ dạy thở ban sơ mới về. Mày mà không dạy nó, mày để người ta cười tao làm sao? Dạ thưa má, con dạy nó dữ lắm đó chứ. Nhưng mà con thấy vợ con á, nó đâu có lộng gì đâu má. Gì? Mày còn binh nó hả? Mày còn bao chữa cho nó nữa hả? Vậy chứ tao hỏi mày nè, bổn phận làm dâu thì nó phải biết làm sao chứ. Chứ có đâu, nó coi ai cũng không ra gì hết á. Trên á thì nó không kính sợ tao, dưới nó không phục ai hết, làm sao? Dạ không biết, thấy vợ con nó hiền lắm mà sao nay nó dữ dữ vậy? Phải mà, nó tân thời quá mà. Nó ý nó có học cho nên mới ngang tàn ngổ nghịch như vậy đó. Nè, tao nói cho mày biết, chưa về làm dâu ở nhà này á thì nó muốn đi đâu nó đi, nó muốn làm gì nó làm. Nhưng đã bước chân vô cái nhà này rồi á thì nó phải theo khuôn phép, phải là dâu thảo vợ hiền, trên kính dưới kiêng, ha không? Thì tại vì nhà mình nó không biết răng dạy chỉ, cho nên chỉ trè lên đầu lên cổ anh á. Gì tao nữa? Còn gì nữa, cảnh cơm chiều chỉ quá đi. Mặt của anh á. Trời ơi Bích ơi, tội nghiệp tao mà Bích. Dậy ba đi. Dạ thưa má, để lát nữa vợ con nói gì à, con chỉ dạy lại cho nó để à, nó biết à, kẻ lớn người nhỏ, nó biết tôn tư trật tự ở trong cái nhà này. Nhưng mà tại con thấy vợ con á, nó còn khờ lắm má ơi. Trời đất ơi, vợ anh mà khờ hả? Vợ anh mà khờ cho tôi cùi sức móng tôi đi. Trời ơi Bích ơi Bích, tao không lẽ tao quỳ xuống đi tới lại mày Bích. Trời ơi mày cứ đổ dầu vô lửa không hồn nó cháy nhà chữa không nổi mày ơi. Dạ thưa má. Gì? Vợ con á, con nói nó phải nghe à. Nó không nghe lời con là con quýnh nó thấy ghê luôn á má. Nhưng mà tại vì ngặt cái là con sợ người ta cười. Cười cái gì? Dạ vợ con nó nói à, đàn ông mà quýnh đàn bà thì à... thì là mày ngu. Dạ nó đâu nói con ngu. Vậy chứ nó nói mày sao? Dạ nó nói chồng mà quýnh vợ thì thì là gì? Thì là gì? Đồ cái bản mặt mày á. Dạ cái bản mặt con sao má? Thì cái bản mặt mày mê nó quá đi, cho nên nó nói cái gì mày cũng nghe hết. Trời đất ơi, thiệt mỗi lần mà nó kêu mình ơi mình à là mày quên hết trơn hết trọi à. Vụ này đúng nè. Sen à, Sen ra mở cửa giùm mợ Sen ơi. Ấy vợ con về. Sen. Thần. Ừ hen quên. Sen. Sen ơi, Sen mở cửa giùm mợ Sen ơi. Dạ. Sen. Dạ. Mày đi đâu ạ? À? Dạ con ra mở cửa cho mợ con á. Ai biểu mày? Dạ mợ con mới biểu á. Mày đặt tài khôn tài khéo không à? Đi ra làm sao? Tao đập chết bây giờ. Dạ. Đi. Dạ, dạ đi. Dạ. Vô đây bà. Bết. Dạ. Con ra con mở cửa cho chị hai con vô. Hả? Con ra con nói với chị hai con á, chịu khó đứng chờ chút, hết giờ thình sang giờ tị rồi mới ra mới mở cửa cho con vô. Con biết rồi, để đấy cho con. Chị hai à, má nói á, chị ráng ở đó chị chờ chút xíu đi nha. Hết giờ thình cái sang giờ ngọ mới ra mới mở cửa chị vô nha chị hai. Đó mà thấy đó không? Má nói giờ tị mà giờ nó đổi sang thành giờ ngọ luôn kìa má. Nhỏ này thiệt tình à. Thầy kệ đó, nó muốn nói gì nó nói. Hễ tới giờ tôi ra tôi mở, còn bây giờ tôi không mở. Má, tội nghiệp vợ con mà má.
Má cũng mắng chửi nó gì, má mở cửa cho nó vô đi rồi má mắng chửi. Chứ dạ. Giờ để ở ngoài kia trời lạnh nó đứng gió thổi lỗ tai rồi nó chịu không nổi đâu má. Nhà tôi là nhà có gia giáo, có khuôn phép đàng hoàng. Bây giờ tôi không có ở không, tôi không có ở không, cái ra mở. Con ở không nè má. Mẹ con mày ra mở đi. Dạ cảm ơn má. Trời đất ơi con. Dạ. Mày đi đâu hả? Dạ con ra mở cửa cho vợ con vô. Ai biểu mày? Dạ má biểu. Trời ơi, tôi nói lẫy mà nó cũng đi mở làm sao vậy trời. Má nói lẫy má không cho con hay sao con biết. Trời ơi thiệt. Con ai đẻ mà ngu quá vậy không biết nữa. Má đẻ chứ ai. Trời ơi. Bết. Dạ. Ra mở cửa cho anh ta vô. Trời ơi bực bội quá. À, chơi cho đã rồi về bắt ta mở cửa làm sao hành hạ anh ta không à. Cửa bên này nè Bết ơi. Để từ từ tôi đi. Trời ơi Bích ơi mày làm ơn mày đi lẹ lẹ mà làm cái gì mày đi chậm như rùa vậy Bích. Tại gì tôi bị mệt. Thôi đi lẹ lẹ làm sao đi Bích ơi. Mở cửa cho anh ta vô. Dạ. Chị hai má mời chị vô kìa. Dạ cảm ơn cô ba. Má. Chị vô rồi má. Dạ dạ thưa má con mới về. Ủa con đi chơi mới về hả con? Bích à. Dạ. Dọn cơm cho chị hai con ăn con. Dạ thôi thôi cảm ơn cô ba. Má ơi con có ăn cơm bên nhà của má con rồi má. Ủa nói vậy con ăn cơm bên nhà bến rồi hả? Dạ. Tệ không? Sao con chịu nói sớm cho ba hay? Tối nay nhà mình có dỗ. Tối nay công chuyện nó đăng đăng đê đê vậy đó. Không ai làm hết á. Sai mấy đứa nhỏ nó đi kiếm con. Mà biết con đâu kiếm. Má. Dạ thưa má. Lúc con đi thì má còn đương nghỉ. Với lại con cũng không biết hôm nay nhà có dỗ. Thiệt tình trước lúc con đi con có viết giấy để lại cho nhà con để xin phép má. Trời đất ơi. Chị viết chữ Tây chữ Ô mà nhà này đâu có ai có học có bằng này cấp nợ đâu mà đọc được chữ Tây chữ Ô của chị. Sao mà biết chữ Tây? Dạ. Dạ thưa má chữ quốc ngữ á má. Nhưng mà con xin lỗi tại vì con chưa có xin phép má cho vợ của con. Thôi thôi đừng có nói chữ quốc ngữ hay chữ Tây ở đây. Nhà này không có thói quen đọc giấy tờ. Nhà này chỉ có một điều là đi thưa về trình ăn ở nề nếp chứ không có đi ngang về tắt bao giờ. Dạ thưa má. Nết má... Thưa gì thưa. Mình à. Mình cho em có vài lời thưa chuyện với má đi mình. Ừ thưa đi. Má. Má. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má đã không kể hèn sang mà cho con vào trong nhà để làm dâu của má. Thì xin má thương con, coi con như là con gái của má. Nên thì má khen, nếu con hư thì má cứ chỉ bảo dạy cho con. Ở đây con chỉ có một mình, con chỉ trông mong vào sự thương yêu và gia đình. Con biết là phận gái theo chồng thì phải theo lễ nghĩa nhà chồng. Dù khổ sở thế nào con cũng không có nề hà đâu má. Đó thấy chưa than thấy chưa. Chỉ than chứ ở nhà mình cực khổ mà má than kìa. Người ta nói người ta không có nề hà cực khổ mà mày nói người ta than. Má. Con xin lỗi má. Con không có biết hôm nay là ngày là nhà mình có dỗ. Cho nên con mới về thăm má con. Tại má con bệnh mà không có ai săn sóc hết. Nhưng mà con hứa với má từ đây về sau con không dám phạm lỗi này nữa đâu má. Trời đất ơi, tôi có dám nói gì đâu. Mà chưa gì cô đã rưng rưng rớt lệ vậy. Tôi có dám la rầy gì cô đâu. Mà cô kể lễ dài dòng chi cho cực khổ vậy. Tôi chỉ muốn nói với cô là từ rày trở đi á, cô có muốn đi chơi á thì cô làm ơn cô báo với tôi một tiếng cho tôi biết để tôi ở nhà tôi canh chừng đồ đạc dùng cho cô. Chứ cô thấy đó nhà cửa nè, kẻ ra người vô,
Lỡ có đứa nào nó tái mái, nó ăn cắp một món gì của cô đem tự bển về á, thì nó phiền phức lắm. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi có nói gì đâu. Còn cái thằng này nữa, mày liệu dạy sao đó mày dạy? Chứ tao còn sống sờ sờ ra đây, tao chưa có chết đâu mà muốn ngươi làm mưa làm gió trong nhà tao. Hết. Bé dạ. Đi vô. Mày vô trước đi. Đó, cô thấy không? Cô thấy chưa? Quỳ đó làm gì nữa? Má đi vô rồi, đứng dậy đi. Khổ ơi là khổ vậy. Từ ngày con về nhà này cứ ầm ầm mì sóng gió hoài à. Bây giờ nghe tôi hỏi nè, hai bữa nay đi đâu, làm gì? Nói thiệt cho tôi nghe coi, không có nói dốc nha. Nói dốc mà tôi quánh thấy ghê luôn á. Trời ơi, phân xử thấy sợ à, thấy ghê à. Ý mày, để tao xử. Mình, em đã nói rồi, em về thăm má, sao mình còn hỏi em nữa? Thì tôi hỏi không được sao? Trời ơi, mà tôi mệt anh quá luôn à, anh hỏi làm chi vậy? Chị đã nói là chị về bên nhà má chị. Anh còn hỏi làm cái gì mà nếu ví dụ như má chị đau, hay là chị giờ chị về bên đó mà chị gặp ai, chị làm gì bộ chị khai báo cho anh biết, sao anh hỏi cách cứu quá. Nhỏ này nói có lý ha. Nè bây giờ nghe tôi hỏi lại nè, khai thiệt nghe, hai bữa nay đi đâu làm gì, nói coi. Mình, em đã nói hết rồi, bây giờ mình muốn xử em sao cũng được, mình muốn chửi mắng, muốn hành hạ em như thế nào cũng được, chứ kêu em nói thêm, nói bớt, nói láo, nói xược, em nói không được mình à. Trời đất ơi, chị mới vừa nói cái gì? Chị mới vừa nói ai, nói thêm, nói bớt, nói láo, nói xược, chị nói gì, chị nói ai, chị nói ai, chị nói ai, nói thêm, nói bớt, nói láo, nói xược, nói ai vậy? Cô ba, hình như là có chuyện gì cô không vừa ý ở tôi phải không cô ba? Chứ tôi đâu có làm điều gì có lỗi với cô đâu. Cô ba, mình là chị em bạn gái với nhau. Cô ba thương tôi, thông cảm cho tôi không hết chứ. Ngày mai này cô cũng phải lấy chồng, rồi cũng phải về nhà chồng. Chắc gì mà cô thoát khỏi cái cảnh của tôi ngày hôm nay cùng cô. Rồi lúc đó cô sẽ như thế nào? Cô sẽ ra làm sao? Tôi tội nghiệp cô lắm, cô ba à. Trời ơi, mắc mới gì chị tội nghiệp tôi? Tại sao chị tội nghiệp tôi chứ? Tôi hư hỏng hơn hàng gì mà chị tội nghiệp tôi? Kìa, cô ba, tôi nói cho tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ... Vậy thì tôi cũng đâu có hư hỏng gì đâu. Tôi hư hỏng như thế nào thì cô ba nói ra đi. Sao nó ơi vậy chứ, chị nói tôi hư hỏng không? Vậy trời vậy? Ơi, cái gì? Cái gì mà chị không nói hỏng cái gì? Chị nói đi, chị hỏng gì? Chị tội vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cô đánh nó không? Quá cái gì vậy? Cái gì mà lá úng xung người này vậy? Anh ơi, đó anh sợ cái gì ơi? Thổi vô ba sườn không đau. Trời đất ơi, đâu trời ơi, thổi vô ba sườn mà nó ôm rung. Trời đất ơi. Nè, cái cô kia bộ cũng phá nét nhà tôi phải không? Nè, cô muốn đánh chửi á thì tôi đây nè, cái đầu con da nè, cô cứ đánh chửi nó đi. Trời ơi, con Bích nó còn khờ dại vậy, tại sao cô đánh chửi nó? Hả? Má ơi, không có má, con nói thật mà con không làm gì cô ba. Thằng khốn nạn này nữa. Bây giờ thiếu điều à, tao bỏ nhà này tao đi, tao để nhà này cho vợ chồng mày ở. Má. Phải rồi, tao với con Bích á, dọn nhà ra khỏi đây, để cho mày ở đây, mày làm mưa, làm gió, làm trời, làm đất, dạ ra. Hết. Đau à. Bích, đi vô, kêu con xem nó xức dầu cho. Đau, đi con nổi. Đứng lên. Cô ba. Đánh trả. Ó trời ơi, nó thục vô chỗ ta luôn kìa. Trời ơi, cái con này nó dữ ghê vậy, không biết nó giống ai nè. Mày nói nó giống ai mày? Con đâu có nói với con nói giống ai đâu, nói giống má đâu. Khốn nạn à. Trời ơi, nhà này ai cũng không ống lên hết trơn à. Khổ thiệt luôn á. Tôi nè, thiếu điều muốn tự tử chết luôn. Mà bây giờ làm sao? Thank you.
Mình cũng thấy rồi, hồi nãy thiệt tình em có làm gì cô ba hết. Tại cô ba làm dữ quá cho nên có thò vô rúng không, nó ôm rúng kìa. Em đâu có làm gì đâu, làm sao em dám đụng tới cô ba. Rồi cô ba làm dữ rồi má chạy ra, má cũng hiểu lầm là em đánh cô ba. Em không biết phải nói cái gì nữa. Khổ ghê. Mình ơi, em tính về được không mình? Mình xin phép má dọn ra ngoài, vợ chồng mình ra riêng được không mình? Vậy suối tầm bậy tầm bạ nữa đi. Ở đây sẵn nhà sẵn cửa không ở, xuống dọn ra riêng rồi lấy gì ăn? Mình lớn rồi, mình kiếm cái gì đó mình làm ăn mua bán, mình tự lập được mà. Tự lập? Giờ xin tiền bảo cho lấy gì làm vốn? Xuống tầm bậy không à. Ở đây sẵn cơm sẵn thịt sẵn cá sẵn gà không chịu ở, xuống ra riêng bỏ cướp tiền chợ rồi lấy gì sao? Thôi, nếu mình không chịu thì thôi. Mình ơi, em có chuyện này vui lắm, nói cho mình nghe nha. Chuyện gì vui chưa nói sao biết vui? Em hình như là em có thai rồi, mà em không biết con trai hay là con gái nữa. Trai gái gì để sanh để đẻ ra rồi mới biết, trai gái chứ giờ sao biết. Nhưng mà mình thích con trai hay là con gái? Ai biết. Kìa mình, sao em nói em có con mà mình không có vui, sao thờ ơ quá vậy mình? Có con với bộ trúng số độc đắc sao mừng. Có con hả, rầu thúi ruột luôn cho ở đó mừng. Mình à. Mình đâu gì nữa mình? Nè nè, nhà tao là nhà gia giáo á nghe. Muốn tâm sự rù rì gì thì bước ra đường. Ở đó xù xì á, tao ra tao xé xác mày ra. Ủa thấy không má rầy nữa kìa. Bây giờ đừng có đứng đây lộn xộn hoài. Có chuyện gì á rồi đi vô buồng đóng cửa lại tính. Đi lẹ lên. Nói tụi nó chuẩn bị rồi mà không biết tụi nó chuẩn bị chưa. Con vô con biểu tụi nó chuẩn bị cho má đi mẹ đi con. Dạ con vô liền. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trời Phật phù hộ cho cháu tôi nó mau hết bệnh và cho cháu tôi đầy đủ sức khỏe. Và Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin ông bà người khuất mày khuất mặt và ma quỷ xin làm ơn phù hộ cho cháu tôi nó không có bệnh, nó được khỏe mạnh dài dài. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thân à. Dạ. Thân, ra má biểu coi. Dạ má kêu con. Đâu con biểu vợ con ẩm nhỏ lên cho má coi. Dạ nó ẩm đi rồi. Đi đâu? Đi đốc tờ. Ai cho phép ẩm đi đốc tờ? Dạ thì con cũng hỏi nó ai cho phép nó. Nó nói nó cho phép nó. Trời ơi. Thì tao hết biết nói sao với vợ mày rồi à. Tao đã nói rồi, thằng nhỏ không có bệnh hoạn gì hết á. Con nít mà thấy thương cho nên ông bà người ta mới quở vậy đó. Cứ để yên đó, không có đốc tờ gì hết á. Tôi mời thầy tới làm phép cúng một keo lần nhỏ hết bệnh liền. Rồi bây giờ ẩm đi, tôi có biết đi đâu đâu kiếm bây giờ. Dạ thì chắc nó ẩm đi rồi, hồi nó cũng ẩm con cái gì chứ nó đâu đi đâu. Thôi phải rồi, nó là con của bay mà. Hai vợ chồng bay muốn làm gì thì làm. Mà điều tao nói trước á nha, thằng nhỏ mà có bề gì á thì tao cạo đầu hai vợ chồng bay bằng búa nghe chưa. Gì nữa đây? Dạ, dạ thưa bà, có bà hai má cũng mời thân tới ạ. Hả? Má con Loan tới đây? Dạ. Sao tới không báo trước vậy? Dạ con không biết. Vậy thôi lỡ rồi bà tới mời bà vô luôn nha ha má. Mời bà vô đi. Dạ.
Dạ chào bà. Chào cậu hai. Dạ mời má ngồi dưới đất chơi ha. Tới có chuyện gì không? Dạ thưa bà, tôi nghe cháu đau, tôi sốt ruột quá à bà. Dạ, dạ sẵn ở xóm trên đó bà, có ông thầy thuốc này hay lắm. Tôi hốt đại mấy thang thuốc rồi đem để gửi bà đi cho cháu uống. Uống cái gì? Dạ. Cháu tôi có uống thuốc gì hết á. Bộ bà muốn hại nó hả? Cho bà biết, thằng nhỏ là cháu đích tôn của gia đình này, không có dính dáng gì gia đình bên ngoài hết á. Dạ, dạ thưa bà, dù sao đi nữa cũng là cháu ngoại của tôi mà bà. Nói bà thương, từ ngày gả con Loan đi làm dâu tới bây giờ, dạ thưa bà, đêm ngày tôi nhớ con lắm bà. Nhiều lúc tôi đi vô ra một mình, nhà cửa vắng vẻ hiu quạnh, dạ thưa bà, tôi cô đơn lắm bà. Dạ thưa bà, nhiều lúc tôi muốn xin phép bà để đến thăm con, nhưng mà tôi sợ bà không cho nên tôi không dám. Vậy sao bà không kiếm chỗ nào bắt rễ được mà gả con? Tôi có ép bà gả gái bà cho ông trai tôi đâu. Tại bà bẩm trừ số nợ cũ nên bà mới gả con gái bà cho con trai tôi, để tôi phải rước phải một cái con dâu ngủ nghịch nó về đây. Với mẹ chồng hả, nó cãi tiếng một tiếng hai, còn với em chồng của nó đánh không thương tiếc. Dạ, dạ 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 thưa bà, dạ thưa bà tha tội cho con gái tôi. Con gái tôi nó ở nhà nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo với cha mẹ lắm. Gì? Nó không dám đâu bà, nó hiền lành lắm bà. Hiền lành lắm hả? Nghe phải ớn. Dạ. Dạ cái gì nữa? Dạ có thầy Sáu tới bà. Ủa, thầy Sáu tới hả? Dạ, khách quý, quý của Tàu Tử rồi, mời mày vô. Dạ thưa bà. Về đi. Dạ thưa bà. Đây, mấy thang thuốc nè, bà cầm về đi. Dạ. Cháu tôi có thuốc tay, thuốc ta gì, tôi rước dạ. Thầy rồi. Về làm phép cho nó uống bùa là hết đi. Đi. Dạ thưa bà, xin phép bà cho tôi vô thăm cháu ngoài một chút. Trời ơi, tôi đã nói mẹ nó ẩm nó đi đốc tờ chưa có về. Dạ. Mà tôi cho bà biết trước, đốc tờ cho hay á là con gái bà nó không có sanh đẻ được. Kỳ này tôi cưới vợ khác cho con trai tôi. Đi. Về. Ôi, người con tôi qua bà. Xem đâu? Dạ. Mở cửa. Dạ. Bà ơi, con mời bà về không con đi bà. Dạ, xin chào bà. Bà về nha. Đó, mày thấy chưa? Bây giờ khách tao tới rồi, mà vợ mày ấm nhỏ đi đâu, bây giờ tao làm sao đây? Dạ chắc ấy thầy Sáu tới rồi, mời thầy Sáu vô chơi chút luôn đi má. Chứ còn gì nữa? Dạ chào thầy, dạ mời thầy vô. À. Giữa ban ngày. Ở đâu? Cảnh ra. Dạ. Để tôi đập cho nó một bùa cho nó chết. Quỷ. À, quỷ. Trời ơi. Cái gì vậy? Quỷ. Trời ơi thầy ơi, quỷ đâu mà quỷ? Cái gì? Đó là hạnh trai của tôi. À. Còn cháu nội tôi nó mới bệnh. À. Má nó ẩm đi chưa có ẩm gì à. Về rồi. Về rồi ở đâu? Về rồi nhập vô cổ hai. Hả? Để tôi đập nó. Trời ơi. Gì nữa? Trời ơi không phải đâu thầy ơi. Gì nữa? Tôi đã nói với thầy rồi mà. Sao? Hạnh trai tôi không có bệnh hoạn gì hết. Cháu nội tôi nó mới bệnh nặng, má nó ẩm nó đi đốc tờ chưa có gì tới. Đúng rồi, con trai tôi chứ đâu phải tôi. Ừa. Ủa nói vậy không phải kêu tôi tới chữa bệnh cậu hai hả? Trời ơi đâu có, con không có bệnh. Sao nãy giờ ông nói sớm làm tôi hối cái quá mạng vậy? Trời ơi thầm nằm lia lịa, tôi đỡ không kịp luôn à. Hả? Nhưng mà nghi lắm á. Sao?
Tôi nhìn mặt cậu hai á, tôi thấy xanh xanh, vàng vàng, giống như bị quỷ nhập vậy đó bà Phán. Chà, có đâu thầy ơi, có không? Coi nó xanh sao vậy chứ nó không có bệnh hoạn gì đâu. Vậy hả? Cháu nội tôi bệnh. Thôi thôi, mời thầy Sáu ngồi chơi. Sen ơi, mặt tôi đẹp trai vậy mà nói tôi quỷ. Con à. Dạ. Ghê vậy đó. Đưa đây cho bà xã đi con. Dạ, dạ thưa mời thầy uống nước. Dạ, thầy uống nước, thầy vui vẻ nha. Trời ơi, mày thấy có chết nào chưa? Giờ này nó chưa ẩm về rồi tao làm sao đấy? Dạ, bây giờ con không biết sao, để con ra con đón con nó có. Trời ơi, thiệt, bực mình hết sức vậy đó. Thầy sao uống nước chưa? Uống rồi. Dạ, uống nữa đi chừng thầy. Chừng nào dâu bà về? Dạ, nó về tới liền giờ. Đừng thầy. Có lâu quá nha. Dạ. Lâu quá tôi tính thêm tiền ráng chịu. Trời ơi, thầy nói vậy thôi. Dạ, thưa má. Sao? Vợ con nó vòng con về rồi má. Trời ơi, biểu đậm vô đây. Dạ. Vô vợ ơi. Dạ dạ, dâu tôi đi về tới rồi thầy. Dạ dạ. Chào má. Dạ, chào thầy. Nè con. Dạ. Con à. Đi con. À, con ẩm cháu đi đâu sớm rồi con. Dạ. Đi con. Dạ, con phải ẩm con của con đi gặp đốc tờ. Thầy đốc tờ nó bệnh nặng lắm. Phải gặp đốc tờ cho uống thuốc thì mới hết được. Với lại nó đang bị phổi, bị thương hàn. Con. Con nói vậy, con nít mà lao phổi cái nỗi gì? Con nít á thấy dễ thương, ông bà tao quở chút xíu vậy thôi. Má con rước thầy rồi. Dạ. Thầy làm phép chút xíu cho nhỏ uống là hết liền. Đưa đi đi má. Ông má ơi, má. Má nói con đưa đây cho má. Con lại má, con xin má. Bao nhiêu lần trước con không dám cãi má. Lần nào cũng đem đi cho mấy ông thầy. Con nít mà uống toàn lá cây không làm sao mà con cũng chịu nổi hả má? Đất ơi. Bây giờ nó phải cần có thuốc má ơi. Con nói gì kỳ gì mà lá cây ở đây con. Đưa đây, đưa đây má, cho má. Đừng má, má. Ê! Mày làm sao mày làm đi, tao không biết nữa. Sao kỳ vậy? Má nói đúng quá mà, sao không chịu nghe lời má cãi lại. Mình ơi, để thằng nhỏ lên bộ giác đi cho thầy Sáu chị. Chị chút xíu nhỏ hết bệnh à. Mình ơi em xin mình, con nó bệnh nặng lắm mình ơi. Để mình lên đi con kịp mình à. Trời đất ơi, bữa nay sao lì cãi tôi vậy trời. Để lên đi con. Mà... nè, tôi kêu để thằng nhỏ lên bộ giác cho thầy Sáu chữa nhanh. Không, lên em không để. Tôi nói một là một, hai là hai nghe. Bỏ lên, một, con hai, sống không được bao lâu nữa đâu mà. Trời ba, mày nói cái gì vậy? Thôi khi tôi tới đây chữa bệnh, tới đây nghe mấy người chửi lộn. Dạ, giỡn mà đi vậy. Dạ, con thầy chờ tôi một chút đi, thầy chờ tôi một chút đi. Con kia, con biểu mày để thằng nhỏ lên bộ dáng nghe chưa? Bỏ lên bộ dáng liền, nhanh. Lẹ lên. Nhanh lên. Đứa đây. Xin má, má. Mày giữ tay nó lại cho tao. Má, đây. Xin má, tôi nghe con lắm. Gì? Dạ bẩm thầy, dạ xong rồi, mời thầy làm lễ. Xong chưa? Dạ rồi. Gia đình giải quyết xong hết mọi chuyện chưa? Dạ rồi. Để cái đứa nhỏ lên dán không mà căng thẳng quá trời à. Dạ. Rồi, bà Phán. Dạ. Lên nhang đèn. Dạ dạ dạ, dạ thầy chờ chút. Để tôi lấy nhang mới được. Gì đâu mà em làm thấy ghê quá. Để thì sao chị, em cứ rê nhỏ qua rê lại. Hồi gió thổi vô lũng phổi mà. Mình ơi, con ơi, con trời ơi, đừng yên tâm đi, khóc cái gì mà khóc, tôi chữa bệnh là hết bệnh nè. Trời ơi, 10 người tôi chữa là hết 10 người, không có người nào mà không có hết bệnh được hết trơn. Không, tôi cần uống thuốc mà. Thuốc cái gì mà thuốc, bùa hay hơn thuốc nữa. Dạ thầy ơi, dạ nhang đèn rồi để thầy. Dạ dạ. Mình ơi, trời ơi, bà cấm đi bằng thầy, bà chỉ vô mặt tôi làm chi. Quên, để xin lỗi thầy. Mình ơi, mệt ghê, gia đình này phức tạp quá. Dạ thưa rồi, nhang đèn rồi thầy. Đặt tiền tổ. Dạ nhiêu thầy? Để coi đứa nhỏ cũng xanh xao vàng giọt. Dạ. Này chắc chưa tới 5kg phải không? Dạ. Lấy nửa giá 500. Ý trời đất ơi, gì dữ rồi thầy, bớt chút đỉnh đi. Trời ơi, thần thánh nó cũng nói thách rồi mà bà đi trả giá. Dạ. Bà trả giá là bùa nó hết linh. Dạ. Mà bùa không linh thì ma nó không có sợ. À dạ 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 tôi hiểu. Đủ rồi. Đủ giá thì bùa, dạ, bùa dạ. Mới linh được. Dạ dạ tôi hiểu rồi dạ. Ừ. Có vậy mà cũng hiểu. Thôi. Dạ. Điểm cho má 500 đèn. Này con điểm cho. Lẹ đi. Nè nào má 500. Ôi, này con cất. Dạ tôi thầy đây. Đủ 500. Có kìa. Lần sau là giận à. Dạ dạ. Nhiêu đây không phải mình tôi ăn giọng đâu. Dạ.
còn 4 năm đệ tử nó đứng chung quanh nhà, nó canh không cho ma quỷ nhập vô nhà của bà. Dạ. Biết dạ, chưa? Dạ biết rồi thầy, dạ thầy làm lễ đi. Rồi mẹ con vợ chồng gì ổn định chỗ ngồi an tọa đi. Dạ. Thầy chuẩn dạ bị làm lễ à. Dạ. Ê thằng kia, tiền dưới tao đâu mày? Ủa con quên. Quên mà đút túi, đưa đây. Dạ. Sao? Đẻ lên. Giếm được thôi. Xong chưa vậy? Dạ rồi, dạ rồi. Hai mẹ con giải quyết tiền bạc xong chưa? Dạ rồi. Thần thánh sắp sửa làm phép mà cứ đứng gây lộn hoài, xù xì sụp sịch sao làm phép được. Bây giờ chuẩn bị nha. Các đệ tử chuẩn bị về làm phép. Kim hiệu triệu đại chiến cá kê, thủy phủ quần quai cá xà cá nục, trung ương cố thủ cá chép cá tra, quần thảo tứ phương cá hương cá ngát, cá ngừ cá sủ lát đát bờ sông, cá dược lòng tông đem đi kho tổ, cá trê cá sặc làm mắm phơi khô, còn có cá dầu đũng đa đũng đỉnh. Này hỡi âm binh ơi, thành tâm khấn thỉnh hướng bốn phương, cá mú chân tương thêm dài sĩ đế, rau thơm rau quế cá chốt cá mồi, kho nguyên một nồi ăn vào là số chắc, bớ cô hồn các đảng ơi. Danh lần hiển hách khắp chốn biển đông, hay chạy lòng vòng cá voi cá mập, thêm vào một cặp tai tượng chiên giòn, mời hết âm binh cô hồn mà tới chấn. Mấy cha mấy mẹ ơi về chấn giùm con đây. Ôm ba la dậu cù la hô. Trời ơi, chết con rồi. Trời con ơi. Trời ơi. Chết con mất má ơi. Đi vô đây lại con. Lên qua đây. Má ơi. Gì vậy mà để từ sáu chữa bệnh cho con. Dậu cù la hô. Dạ. Buông ra. Dạ. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Mày đưa nhỏ này. Mời có cô giáo Thảo tới kiếm mợ á. Mời vô. Dạ. Giùm cô đi. Cảm ơn em. Chị rồi. Sao lâu quá rồi không tới tắp em vậy? Chị ngồi chơi đi. Chị nhận thêm lớp dạy, thành ra không có rảnh rang gì hết trơn á. Dạ. Hay là chị không muốn tới nhà này nữa đúng không? Đâu có đâu. Bộ có mình Loan ở nhà hả? Dạ, cả nhà đi chùa hết rồi chị, có mình em thôi. Loan biết không, chị bận lắm luôn. Dạ. Thành ra hôm nay mới rảnh lợi thăm Loan. Sao, bệnh em sao, bữa nay khỏe chưa? Em cũng còn mệt chút thôi. Tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng phải sống, rồi cũng phải gặp lại chị mà. Nói sao nghe chán đời vậy Loan? Chán đời là không muốn sống. Em muốn sống lắm chị, nhưng mà sống như vậy hoài Loan còn nhớ không, hồi đó hai chị em mình đi học với nhau đó, hai đứa thường ra bờ cầu, hai đứa đứng nói chuyện, hai đứa mình vẫn nói với nhau á, không có chuyện gì mà để xuống dễ dàng đâu, phải không Loan? Dạ. Em cứ nghĩ là em sẽ không sống được với họ đâu. Nhưng mà dần dần cũng 3 năm trôi qua, em cũng không biết là cái cuộc sống này nó có kéo dài đến bao lâu nữa chị.
Chị à, em chỉ tìm an ủi duy nhất ở con của em. Em thèm được ẵm nó, em thèm vỗ về nó, em thèm nghe được tiếng con gọi mẹ ơi mẹ. Vậy mà người ta cũng cướp đi nguồn sống duy nhất của em. Có nhiều đêm trong mơ em thấy con em. Em nhớ con em lắm chị Thảo ơi. Em nhớ nó lắm chị Thảo ơi. Không biết cái cảnh mẹ chồng hạ hiếp nàng dâu tới chừng nào mới hết đi. Mà không biết ông bà quái ác nào mà tạo ra cái dòng luẩn quẩn này hành hạ nàng dâu. Sanh con trai ra, cưới vợ cho con, rồi tự nhiên trở thành một bà mẹ chồng đanh ác. Thảo nghĩ cho tới khi tận thế. Chị à, người ta nói á, thời gian mà qua đi thì sẽ dễ dàng làm xoa dịu vết thương lòng. Nhưng mà đối với em, nó càng dài thì càng kéo thêm cuộc sống chua xót của em thôi chị. Loan, Loan phải hứa với Thảo, phải hứa với chị, ráng sống nghe chưa, ráng mạnh giỏi ra hết mình nghe chưa. Em biết. Còn anh Dũng kể từ ngày đó tới bây giờ cũng không thấy tin tức gì của anh hết. Chắc là anh ấy đã chết rồi. Cái chết liệt quanh của một người chiến sĩ còn hơn là chết lần mòn trong cùm xích như em. Thôi Loan. Nè, biết Loan thích đọc sách, đem qua cho Loan coi nè. Em cảm ơn chị. Chỉ có chị là hiểu em. Chị nhớ qua thăm em thường xuyên. Qua em chứ. Không có ai nữa hết. Với điều kiện là phải hứa với chị là phải ráng sống nghe chưa. Em biết mà, bây giờ em có chết có được đâu hả chị. Em đưa chị về nghe. Thôi bệnh hoạn ở nhà đi đưa chị. Không, em muốn đi. Em muốn kéo dài thêm thời gian bên chị lúc nào hay lúc đó em cô đơn lắm. Rồi, em đưa chị đi. Khi rảnh chị sẽ ghé thăm em. Dạ. Sen ơi. Bữa nay nhờ có cái cô giáo gì đó tới thăm bà rồi. Bà đưa cô giáo đó đi về, bà không có thấy tụi mình đi vô. Nè bây giờ đứng đây vợt lại coi thuộc chưa. Nghe không? Dạ. Nói coi. Dạ thuộc rồi, dễ ợt à. Sao? Thuộc chưa? Dạ. Trời ơi nè, không có thuộc đó là hồi nói tầm mày tầm bà chấp giáp đó là bởi đường bởi nước hết đó nghe chưa. Dạ. Bây giờ nói coi, nói lại tôi nghe coi. Dạ thì đầu tiên á là em phải khai thiệt cái chuyện em có bầu nè, có bầu với mình đó. Ừ. Vậy nhưng mà phải nhớ má tôi dặn nha. Má tôi dặn là vô là gặp bà là quỳ xuống lại liền nghe không? Dạ. Dạ. Mà mình ơi. Gì? Mà mình có chắc á là chị không có đánh ghen với em không? Chứ em sợ đó, chứ em vừa mới quỳ xuống thôi, cái chị nhào tới, cái chị chụp lấy cái đầu. Cái chị nắm tóc em chứ quay vòng vòng vậy nè. Chắc đau lắm em chết em sợ. Trời ơi tầm bảy tầm bả không à. Gì mà nắm đầu em với em vòng. Trời ơi người ta là cô giáo, người ta có ăn học, người ta đâu có làm mấy cái hành động như vậy. Có giận lắm thì cổ dùng chữ đó, cổ chửi vô cái đầu của em thôi chứ đâu có đánh động tay động chân gì. Nhưng mà có anh đây đụng tới cái bầu này của anh là tôi quánh chết à. Không có đâu. Có lần trước đó em nghe có người nói hả, chị đánh nát mình của cô Bích luôn đó. Em sợ quá thôi em đi về em không dám mở đâu. Trời đất ơi, cái gì đâu mà sợ. Đừng có sợ, có tôi ở đây nghe không. Ai mà đụng vô cái bầu của Tức hả là tôi quýnh mềm xương luôn à. Nói thì nói đó nha, nhớ một chút phải đưa em đi về đó. Đừng có lo, để hồi nữa anh dụ bà ngủ rồi đó, cái anh vòng ra ngõ sau tới cái chỗ cái bộ mà dán gõ bên chuồng gà đó,
cái hai đứa mình này. Nghe. Coi đó, người ta đó thì được ngủ giường nệm kìa. Còn em đi nè, thì phải ngủ ngoài bộ dáng còn chung gà luôn, em không chịu đâu. Trời ơi, em so đo gì vậy biết nữa à. Cái tướng em mà ngủ cái giường này nó đâu có xứng. Cái tướng em phải ngủ cái bộ giường gỗ, cái dáng nó dày ba lớn rồi nè, nó không có sộm, biết không? Em không có chịu thôi đâu. Thôi vậy, nói em nghe nè, thôi bây giờ ráng đi, vài bữa nữa cái má làm lễ cho hai đứa mình rồi cái lúc đó ta hồ ngủ vừa niệm, nghe không? Mình hứa nha, mình đừng có gạt em đó. Anh dốc anh con mình à. Nè bây giờ thôi đừng có nói lâu thôi nữa. Bây giờ nè, bà vô rồi, sắp vô rồi. Bây giờ cưng chui vô kia cưng trốn đi. Dạ dạ. Rồi một hồi nữa là anh kêu. Nghe anh kêu là chạy ra liền nghe. Sen, ủa mình? Ủa mình à. Trời ơi, ở ngoài lạnh quá mà sao mình đi ra mặc cái áo mong manh vậy? Coi chừng bệnh không, mang lấy cái áo ấm chồng vô. Dạ cảm ơn mình. Tại vì hồi nãy chị Thảo tới, rồi sẵn là đưa chị Thảo đi rồi cái quên. Nhưng mà thấy ấm lòng lắm, không có thấy lạnh chút nào hết mình à. Ủa Sen ơi, Sen đem giùm cô cây dao để cô rọc cuốn sách đi con. Sen. Ôi, đây à. Cảm ơn con. Ủa mà mình về hồi nào má có về với mình không? À, má ở đảng rồi, má không về. Má kêu tôi về trước để nói chuyện với mình. Ủa, có chuyện gì mà mình muốn nói chuyện với em? Có chuyện chứ, có chuyện này quan trọng lắm à. Bữa nay phải nói. Dạ mình nói đi. À, cái chuyện của dì hai á. Ủa, dì hai, em của má bộ có chuyện gì hả mình? Đâu phải dì hai rủ của tôi. Dì chứ ai? Dì hai tức á. Dì hai tức là cô hai tức ở đầu làng á. Ồ, cô hai tức là vợ bé của mình đó hả mình? Ừ. Ủa nhưng mà cô hai tức có chuyện gì vậy mình? Không có chuyện gì nhưng mà hôm nay phải nói. Ồ thì cứ nói đi. Vậy tôi nói ha. Dạ. Dì nó đâu rồi? Ra biểu coi. Dạ. Qua chào chị hai đi. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị. Chị thương em. Em lỡ có Có gì? Có cái đầu nè. Trời ơi, kêu vô quỳ lại chị hai mà đứng tầng ngần nó làm gì quỳ lại đấy. Dạ quỳ. Ờ dạ không, dạ. Đừng có quýnh tôi mà. Như vậy? Chị à, tôi không có làm gì chị đâu, chị đứng lên đi. Dạ. Để nó lại. Dạ thôi mình à. Dạ. Chị đừng có sợ, tôi không có làm gì chị đâu. Cùng là chị em bạn gái với nhau. Với lại tôi với chị đồng cảnh ngộ là dâu hết mà. Có điều người đến trước, người đến sau. Chị thì sanh nở được, đó là tốt lắm. Còn tôi, tôi không sanh được nữa đâu chị. Mình à, thôi hả? Coi đưa dì ấy về, đừng để dì ấy về một mình, ở ngoài trời lạnh lắm. Nó biểu coi. Dạ. Chị hai chị nói bữa nay trời lạnh lắm. Sợ tức đi về mình bị bệnh. Dạ. Thôi giờ vô cảm ơn chị hai rồi xin lỗi chị hai rồi đi về. Dạ. Dạ thưa chị em về. Dạ thôi dì cứ về đi, không cần thư gửi. Dạ. Trời tối rồi bộ mình tính để em đi về một mình sao? Không có. Trời ơi, nãy không nghe tôi dặn hả? Dạ. Đi vòng ra trước, xong rồi vòng ra ngồi sau. Té vô cái bộ dáng gõ kế chuồng gà đó ngồi đợi tôi. Còn lát nữa tôi xuống. Dạ, mình nhớ nha, đừng có để em đợi lâu nha. Nhớ nha mình. Tôi xuống. Nhớ nha. Đi đi. Nhớ nha. Ừ, đi. Đừng có để em đợi nha. Đi chậm chậm.
chậm chậm thôi, trời ơi đi cái kiểu đó cái xúc cái thai ra tôi quánh chết à. Dì ấy về rồi hả Minh? À dạ về rồi. Bữa nay trời chở gió chở trời sao tự nhiên mình mẩy nó đau nhức quá. Chắc mình ơi, bữa nay tôi không thấy khỏe, thôi chắc mình ngủ sớm bữa ha. Mình cứ ngủ sớm đi, mình ngủ trước đi. Em đọc chút xíu sách này rồi em ngủ sau nha. Thôi mà mình đọc gì thì để mai đọc. Bữa nay cho tôi ngủ sớm bữa đi, tại vì tôi đang nhức mình quá ha. Tắt đèn đi. Kìa mình, em xin mình mà, cho em đọc chút xíu sách này đi. Đằng nào chị Thảo cũng đem qua tặng cho em. Với lại em cũng không ngủ được liền đâu. Mình quay mặt vô vách mình ngủ chút đi, chứ tắt đèn làm sao em đọc được. Trời ơi, bữa nay sao nói cãi tôi vậy trời. Tôi nói là tôi ngủ mà để đèn sáng quá rồi nó chói con mắt tôi ngủ không được. Gì? Không, tắt đèn đi ngủ đi. Sao mấy bữa mình nói là phải để đèn cho mình ngủ, tắt đèn cái mình nói mình sợ ma, rồi bây giờ tự nhiên kêu tắt hoài làm sao vậy mình? Bữa nay lạ lùng, bữa nay cãi tôi hoài à. Rồi thì mấy bữa trước tôi sợ ma, rồi bữa nay tôi không sợ được không? Rồi sao tự nhiên cãi tôi hoài vậy hả? Muốn đọc gì thì ngày mai đọc cũng được vậy. Tự nhiên nay cứng lên cái ngồi đây đọc sách, là muốn đọc sách phải không? À muốn đọc sách phải không? Đi ra ngoài đường đọc đi. Thứ gì mà lì lợm mà cãi không à, mất dạy khốn nạn. Nè nè, có dạy vợ thì để ban ngày dạy nghe chưa, khuya rồi để cho lối xóm người ta ngủ hết chứ. Mới về tới đầu ngõ là trong này đã ông ống à. Đó thấy không, thấy má la không? Tôi làm cái gì mà dạy tôi? Trời đất ơi, bữa nay mày dám trả lời với má tao hả mày? Hả? Hả? Cái đồ khốn nạn. Kìa, Kim Minh, sao hôm nay mình lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hôm nay mình lại động tay động chân với tôi? Ngay cả mình cũng đối xử với tôi như vậy, sao mình? Tại mày hổ. Mấy người nhẫn tâm lắm, mấy người độc ác lắm. Nè nè, cái con kia, mày nói ai độc ác, ai nhẫn tâm mày? Tao quýnh mày cho mày biết. Mấy người làm gì mà xúm lại đánh tôi dữ vậy? Tao quýnh mày đó. Thử con gái mẹ mà nó dám làm gì tao không? Mẹ tôi hiền lắm, mẹ tôi không có độc ác như mấy người đâu. Trời đất ơi, thần mày thấy chưa? Mày thấy bên đây nó dám trả đeo với tao chưa? Trời đất ơi, thần, mày quýnh nó đi, mày quýnh nó đi cho tao. Trời đất ơi, tao biểu mày quýnh nó đi, mày quýnh nó chết á, ở tù tao chịu, ai chửi tao nghe. Tao cưới cho mày thêm 4 vợ nữa. Đánh nó đi. Đây 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 nè. Mày đập trên đầu nó, đập từ trên xuống dưới cho tao đập đi. Má hứa hen. Ừ. Cứ vậy cho con nghe. Lẹ đi. Rồi má tao hứa rồi, bữa nay nè, tao không quýnh mày chết tao con mày luôn. Đứng lại. Trời đất ơi, con ơi con. Mình đứng lại. Mình mà tiến tới một bước nữa, tôi sẽ tự tử tôi chết cho mình coi. Nó cầm dao nhọn quá à má ơi. Nó là bộ á, nó không dám đâu, mày đánh nó đi. Trời ơi, thân, nó mày đánh không? Nó đồ tự giận vậy. Tao cắn lưỡi tao chết cho mày vừa lòng. Má đừng cắn lưỡi để con quánh. Quánh nó liền. Tôi nói buông dao xuống. Không, quánh nó đi, mình đừng ép tôi. Buông dao xuống à, không, tôi quánh à. Mình đừng ép tôi, mình đừng ép tôi. Mình đừng ép tôi, mình là má ơi, chết con rồi. Không phải tôi. Quân giết người. Không, mày phải giết tôi. Không phải tôi. Không phải tôi.
Tôi cho đòi bà Lê Thị Lợi. Tôi cho đòi bà Lê Thị Lợi. Dạ dạ. Bà hãy đưa tay lên, thề nói hoàn toàn là sự thật. Dạ, tôi xin thề nói hoàn toàn sự thật. Để tay xuống. Dạ. Bà là Lê Thị Lợi phải không? Dạ phải. Có phải chính bà đã cưới Nguyễn Thị Loan cho con trai của bà là Vũ Đình Thân không? Dạ phải. Dạ đúng, tôi á đi cưới con Loan cho thằng con trai tôi. Dạ, mà tôi tưởng nó có học, nó biết kính trên nhường dưới. Tôi đâu có về, tôi rước về nhà tôi là một con quỷ. Nó về vậy, nó phá tan nát gia đình tôi á ta. Bà có hiểu tánh tình của Thị Loan không? Trời ơi, thì tôi tưởng nó có ăn học, nó biết thưa, biết dạ, nó kính trên nhường dưới. Chứ tôi đâu có về mà nó như con quỷ vậy. Trời, tôi nó phá hết nhà tôi á ta. Bà nói là Thị Loan phá nhà bà. Dạ. Vậy cô phá như thế nào? Trời ơi, nó đâu có biết thương ai, nó đâu có biết kính trên nhường dưới gì. Tên ấy, tòa biết không, con đẻ không được nữa. Tôi mới cưới vợ bé cho con trai tôi. Vậy mà nó nở lòng đầu giết con tôi đó rồi. Hãy giữ bình tĩnh. Bà có nghe thấy gì về vụ án mạng này không? Dạ có chứ. Đêm đó khuya lắm rồi, tôi đương ngủ, cái tôi nghe tiếng trai tôi nó la lên. Quảng hồn tôi chạy qua, cái tôi thấy con dâu tôi, dạ là cái con đó đó, con đó đó, trên tay nó cầm con dao bị dai vậy nè, mà nhọn quắc à. Nó đâm con tôi nghe một cái bụp, con tôi té xuống nghe một cái đùi. Trời ơi má, mẹ tùm lum quá ta. Giữ bình tĩnh. Thưa quý tòa, cho phép tôi được hỏi nhân chứng. Tòa cho phép. Thưa bà, trong đêm xảy ra án mạng, bà có nghe con trai và con dâu của bà cãi lẫy gì không? Dạ, tôi nghe tiếng con dâu tôi nó la thôi, chứ con tôi nó không có nói tiếng nào hết á bà. Vậy cậu thân có mắng chửi gì Thị Loan không? Trời ơi, đâu có. Con trai tôi nó hiền khô à, nói lớn cũng dám nữa đó bà. Vậy còn bà, cậu có đánh chửi gì Thị Loan không? Trời ơi, đâu có. Chửi tôi có à. Thị Loan chửi bà? Dạ. Vậy Thị Loan chửi bà như thế nào? Dạ nó chửi gì nè bà. Nó nói ủa chửi gì kìa. Nó chửi cái bà già ác ôn, cái bà già này kia kia nọ gì đó. Vậy tôi đoán chắc là Thị Loan cũng chửi chồng nữa chứ gì. Trời ơi, bà đoán trúng đi mà trúng à. Tôi nói con này nó hỗn lắm bà ơi. Nó chửi chồng nó như là tát nước vào mặt vậy đó. Thị Loan chửi chồng như thế nào? Nó chửi mày á, mày là cái đồ vũ phu, mày là cái đồ ỷ thị, là cái đồ đánh đàn bà, là cái đồ đủ còn rồi. Còn nữa để tôi kể bà nghe. Đủ rồi. Như vậy là Vũ Đình Thân có đánh vợ. Dạ. Vậy tại sao bà nói là không có? Không, tôi nói lộn. Con tôi đâu có đánh vợ. Tại tôi suối đó đó. Tôi biểu nó là phải đánh vợ nó đi nè. Đủ rồi. Thôi, lời khai của bà lộn xộn quá. Dạ. Mời bà về chỗ. Dạ, cảm ơn tòa. Ai biết đâu. Tòa cho đòi Vũ Thị Bích. Tòa cho đòi cô Vũ Thị Bích. Mày kìa. Dạ. Dạ. Để con. Cô ấy đưa tay lên, thề nói hoàn toàn sự thật. Dạ. Con là Vũ Thị Bích. Con giơ tay trước tà, con thề con hoàn toàn nói sự thật. Cái hôm mà chị dâu cô giết anh cô có nghe thấy gì không? Dạ thưa tà, nhắc đến chuyện đó con nghẹn ngào, con nói không được. Tại vì con chị dâu của con là một cái con, nó độc ác, nó dữ dằn, nó ích kỷ, nó la
không được nói những lời thô tục trước tòa án. Dạ. Tôi hỏi lại, cô có nghe thấy gì về vụ án mạng này không? Dạ bữa đó con bắt bận rồi. Dạ con bắt đi chơi. Con có nhà. Con không biết. Thôi được rồi, cho cô về chỗ. Ủa, vậy thôi hả Tà, không hỏi gì thêm hả? Mời cô về chỗ. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Lẹ đi. Tòa cho mời cô Nguyễn Thị Thảo. Tòa cho đời cô Nguyễn Thị Thảo. Cô hãy đưa tay lên thề, nói hoàn toàn sự thật. Tôi sẽ nói hoàn toàn sự thật. Cô bỏ tay xuống. Cô là Nguyễn Thị Thảo. Dạ. Tức là cô giáo Thảo phải không? Dạ. Cô là bạn thì chắc cô biết rõ về tính tình của Thị Loan chứ? Dạ thưa quan tòa, hai chúng tôi là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ. Có bao giờ Thị Loan than phiền với cô về cái cuộc hôn nhân này không? Dạ thưa quan tòa, Loan là một người rất là hiếu học và một người rất là hiếu đạo trong gia đình. Loan có than thở với tôi về chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng Loan vẫn cố gắng ở. Tại vì Loan là một người có ăn học. Bằng chứng là những lá thơ mà Loan đã gửi cho tôi, mà tôi đã trình cho quan tòa. Cảm ơn cô. Mời cô về chỗ. Tòa cho mời cô Lê Thị Sen. Tòa cho đòi cô Lê Thị Sen. Dạ. Cô hãy đưa tay lên thề nói hoàn toàn sự thật. Dạ, con xin thề nói hoàn toàn sự thật ạ. Cô là Lê Thị Sen. Dạ. Cô ở trong nhà bà Phán, cô có nghe người ta nói rằng Thị Loan hỗn ẩu và khinh khi nhà chồng không? Dạ đâu có. Mơ con hiền lắm đó. Trời. Mà ai nói gì kỳ vậy cả? Sao lại kỳ? Tại sao cả nhà lại ghét Thị Loan? Dạ thì con cũng biết làm sao nữa. Bởi vì dạ ở trước tòa cô cứ khai sự thật, không sợ ai hết. Dạ cứ sự thật mà khai. Dạ. À có một lần á, mợ con nấu xong nồi canh rồi, cái cô Bích đó, cổ mới hốt nguyên nắm muối đầy vậy nè, cô đổ vô nồi canh. Lúc đó bà con vô bếp á hả, nếm thử nồi canh sao mà thấy nó mặn quá, mới lôi mở con vô chửi một trận quá trời quá đất á. Lúc đó cô Bích cô thấy như vậy, cô khoái chí cô cười sần sặc hả. Ngồi coi có tức không? Vậy theo cô biết, có phải Thị Loan giết chồng là tại vì chồng có vợ bé hay không? Dạ đâu phải. Là như vậy nè. Cái đêm đó con lén con gình con thấy á nha. Mà chính mắt con thấy rõ ràng á. Con thấy là cậu con á dắt mợ nhỏ về. Cậu con bước vô trước nè, để biểu mợ nhỏ con chào mợ hai, xin phép mợ hai cho mợ nhỏ con vô chào. Tại cậu con sợ mợ con ghen á. Mà mợ con đâu có ghen đâu. Xong cái cậu con biểu mợ nhỏ con quỳ xuống lại. Mèn ơi, mợ con đâu có chịu. Chẳng những vậy mà mợ con còn biểu cậu con đưa mợ nhỏ về nữa. Xong rồi cậu con còn nói vậy nè. Mình ở đây chờ tôi nha, chút xíu nữa tôi ra. Nói xong cái cậu con chở vô. Cậu con chở vô, cậu con nói buồn ngủ quá, biểu mợ con tắt đèn đi ngủ. Lúc đó mợ con đang đọc sách. Mợ con mới nói vậy nè. Thôi mình ngủ trước đi, để em đọc hết đoạn sách này đã. Vậy thôi á mà cậu con kiếm chuyện với mợ hà. Cậu con nói chửi bới mợ con nói la lối ôm sòm hà. Lúc đó bà con về. Bà con đi đâu về á, không có biết ức gác gì hết trơn á. Bà con nhào vô. Vậy nè, mày cứ chửi nó cho tao. Mày đánh nó chết cho tao. Ở tù tao chịu nè. Ai chửi tao nghe nè, tao hả tao cưới cho mày á hả, bốn con vợ bé luôn. Chết rồi trời ơi. À.
Chị Sen hãy tiếp tục. Dạ. Xong rồi cái cậu con chưa kịp ra tay gì hết, cái bà con nào mới đẩy cậu con tấn tới. Lúc đó mợ con sợ quá. Con sẵn con dao gọc sách mợ con cầm trên tay, mợ con đưa vậy nè. Mợ mới nói: "Mình đứng lại. Mình tiến tới bước nữa là tôi tự tử, tôi chết cho mình coi." Vậy đó mà cậu con đâu có nghe lời đâu. Cậu con nghe lời bà con, nhào vô đánh mợ con, rồi bà con cũng nhào vô đánh mợ con nữa. Rồi cậu con dí theo mợ con. Cậu con bị trượt chân, tét sắp lên người của mợ. Rồi cậu con mới bị con dao đâm như người chết. Chứ không phải mợ con giết cậu con đâu. Con biết mà, mợ con không có vậy đâu. Thôi được rồi, cho phép cô về chỗ. Dạ. Kính thưa quý tòa, bị cáo là một con rắn độc. Núp dưới nhan sắc kia là một tâm hồn mang trá. Chính thị Loan đã chủ tâm giết chồng, rồi lập mưu bố trí thành ra một tai nạn. Đây chính là hạng gái mới đang làm đảo lộn luân thường nền đạo lý cổ truyền của dân tộc chúng ta. Công tố viện xin buộc Y Thị về tội cố sát gia trọng, vì nạn nhân chính là chồng của Y Thị. Dạ dạ đúng rồi đó tòa. Xin im lặng. Xin quý tòa hãy tuyên án tối đa để ngăn chặn hành vi giết người, cố ý làm tan rã gia đình, phá vỡ xã hội. Xin cảm ơn quý tòa. Thưa quý tòa, tôi đứng ra binh vực cho Nguyễn Thị Loan, bị cáo về tội giết chồng là Vũ Đình Thân. Một bản án nặng nề khắc nghiệt đang đè nặng lên đôi vai của người thiếu phụ mảnh khảnh đáng thương này. Nhưng thưa quý tòa, không phải quý tòa chỉ xử một Thị Loan, mà quý tòa đang xử tất cả cô Loan trong cái xã hội hiện tại. Lỡ sinh ra trong buổi giao thời, Thị Loan học được những tư tưởng văn minh của thế kỷ 20 là phải đi ngược về thế kỷ xa xưa, chịu sống ép mình trong bức tường thành kiến hủ lậu và hắc ám. Thưa quý tòa, tôi binh vực cho một Thị Loan, không phải là chỉ một Thị Loan này mà thôi, mà tôi muốn binh vực cho tất cả Thị Loan sống ở trong cái xã hội hiện tại. Thị Loan là một thiếu nữ tân học, thích sống tự do, nhưng vì số nợ của gia đình, vì sự hiếu thảo với cha mẹ, nên cô đã hy sinh gạt bỏ tất cả để nhận Vũ Đình Thân làm chồng. Một người chồng dốt nát, ích kỷ và tham lam. Một bà mẹ chồng đanh ác, coi con dâu như là tôi mọi như kẻ thù. Trời đất ơi, tội cho tôi quá, sao mà buộc tội tôi vậy chứ? Xin giữ im lặng. Bên cạnh đó, cô em chồng đánh đá ganh tị, bao nhiêu đó đủ cho ta thấy Thị Loan làm dâu khó khăn và khổ sở đến ngần nào. Thưa quý tòa, Vũ Đình Thân chết không phải do cô Loan giết, mà chính bà Phan. Bà đã giết con bà. Trời đất ơi, con tôi chết rồi mà còn buộc tội tôi vậy nữa sao trời. Xin giữ trật tự. Bà đã giết con bà vì quan niệm chấp nê câu nệ, cha đạp nhân vị con người. Bà đã giết chết tình yêu của đôi vợ chồng
bà lại còn giết chết mạng sống của đứa cháu sơ sinh, biến Thân và Loan trở thành hai kẻ thù vĩnh viễn. Đăng Ly ra, bà phải ngồi trên cái ghế bị cáo kia mới phải. Trời ơi trời, thiệt khổ cho tôi quá mà. Tại sao bà buộc tôi tôi vậy? Con tố diện xin phản đối trạng sư. Trước mặt chúng ta là một bà lão đáng thương, đang đau khổ vì mất đứa con trai duy nhất của mình. Trước pháp luật mọi người như nhau, không vì lý do gì có thể tha thứ cho Thị Loan được. Tôi phản đối con cáo diện đã xâm phạm quyền tự do biện hộ. Thưa quý tòa, cô Loan đã ép mình sống trong bức tường nhà chồng, không hề có ý nghĩ thoát ly hay là mưu mô gì cả. Đây, bằng chứng là bức thơ cô Loan đã gửi cho bạn thân là cô giáo Thảo. Tôi xin đọc. Chị Thảo ơi, em sẽ cố gắng sống như mọi người, kính yêu mẹ chồng như mẹ ruột mình vậy. Và em tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc trong sự hy sinh và nhẫn nhục đó. Thưa quý tòa, về tội giết chồng của Nguyễn Thị Loan thì tôi quả quyết rằng Vũ Đình Thân chết vì tai nạn. Lưỡi dao đọc sách đã được y sĩ khám nghiệm rằng từ dưới sốc ngược lên, chứng tỏ rằng Vũ Đình Thân đã té sấp lên mình Nguyễn Thị Loan, và lưỡi dao vô tình đâm trúng mà chết. Thưa quý tòa, kết luận, tôi khẩn xin quan tòa xét lại và tha bổng Nguyễn Thị Loan. Tôi xin hết lời. Trước khi tòa đình đề nghị án, tòa cho phép Nguyễn Thị Loan được nói vài lời. Mời Nguyễn Thị Loan. Thưa quý tòa, cho tôi có đôi lời để thưa cùng mẹ chồng của tôi. Tòa cho phép. Dạ. Má, xin lỗi má, vì con mà